Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 100 triệu token có ký hiệu là WEU. Trị giá có khoảng 42.000 đô la nha các bạn. Đến từ dự án YQ nha các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả với video của mình cần đăng ký một cái tài khoản nha. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của bạn vào nè. Dòng thứ hai các bạn mật khẩu của bạn vào nha bạn. Rồi sau đó bạn bấm next nha bạn. Rồi sẽ có một cái mã OTP gửi về email cho các bạn verify nha các bạn. Bạn mở email bạn ra nè. Rồi bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi YQ nó gửi cho mình cho một cái email nha các bạn. Các bạn copy cái mã này nha các bạn. Rồi các bạn trở về lại đi các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bấm net. Rồi bạn đưa mật khẩu nha các bạn. Verify. Rồi xuống đây thì các bạn chấp nhận điều khoản nên bấm net nha bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn ghi feed name là ghi họ mình nè. Dự án này khá là ngon đấy các bạn. Last name thì các bạn ghi tên mình nha bạn. Rồi con chi làm quốc gia nha các bạn chọn Việt Nam giúp mình, thường thường quốc gia Việt Nam mình nằm dưới đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter của các bạn nha các bạn. 9. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở Telegram của các bạn ra nè. Rồi nhấn ba gạch anh cùng vào setting. Copy username mình nè. Sao máy yếu với ta? Các bạn copy nha các bạn. Này máy sao yếu quá. Tới Telegram lót cũng không nổi. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username minimum của tất cả bạn nha các bạn. Username minimum các bạn mà không biết nữa thôi rồi luôn mình bó tay luôn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ ETH hoặc là trên chocolate của tất cả bạn nè. Hoặc là copy địa chỉ BNB sao mà chén cũng được nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm next nha các bạn. Rồi khi vào đây thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên bạn follow tờ Twitter và tờ Twitter nè bạn. Bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tờ Twitter lại nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join kênh group kênh channel nữa các bạn. Rồi kênh giúp nó bằng son xào các bạn. Sao cái máy lót kỹ vậy ta? Rồi bạn bắt đắp lên nha bạn. Tiếp tục follow minimum nè các bạn. Trên minimum đó thì bạn follow luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn copy cái dòng này đi các bạn. Mình làm nhiệm vụ 6 thì chọn luôn nha các bạn. Hoặc các bạn có thể bỏ qua. Đây mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ 6 luôn. Đây các bạn, bạn bắt đắp đi nha các bạn. Rồi nhiệm vụ 6 này thì không bắt buộc các bạn viết về một blog về dự án này thì các bạn sau khi các bạn viết các bạn tự quyết lên tờ Twitter đó các bạn bấm dán cái đường link vào đây nha các bạn. Thì nhiệm vụ 6, nhiệm vụ 7 thì nhiệm vụ 7 này đăng các bạn giới thiệu về dự án nó đăng lên kênh YouTube nha các bạn. Sau đó các bạn gỡ đường link cho nó thì các bạn add nè. Nhiệm vụ 6, nhiệm vụ 7 này thì tùy chọn các bạn bỏ qua cũng được nha các bạn. Rồi, vậy là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một dự án nhận tập cần WEU đến đây cũng tốt nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.